Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, chúng con là Phật tử ở Mê Linh ạ. Nhiều gia đình chúng con đã bị ma xó chài trong suốt nhiều năm qua. Chúng con cũng đã hành trì thập chú đại bi và tụng đọc kinh trong suốt 21 ngày và vẩy nước quanh khu vực nhà mình. Chúng con đã thấy được giảm nhiều, nhưng cứ mỗi khi gặp người đó là chúng con bị chúng tà về nhà chồng chửi vợ, đòi giết hại vợ con. Gia đình cũng đã rước ban thờ Phật về, nhưng chồng đòi đập phá, con gái không lấy được chồng, người thì tai nạn, người thì lìa nhau, chém giết, cái cọ nhau, trai gái. Vậy thầy cho con và tất cả các gia đình của Phật tử con bây giờ tiếp tục phải làm thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ma xó có không các quý vị? Có không? Thì có Phật, có chư thiên, có địa ngục ngạ quỷ, thì đương nhiên có ma gì, có ma xó thôi. Cái này thì thường là người ta hay ở trên cái vùng dân tộc ấy, đặc biệt là trong dân tộc Mường của thầy á, ở trên Tân Lạc, Lạc Sơn á, họ biết cái này nhiều lắm. Thầy thì chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng cái anh ở bên cạnh nhà của thầy á, nhà ngoại á, anh ngay nhà bên cạnh thôi, ngày xưa anh đi bộ đội nhá. Thế là đi bộ đội với mấy anh bạn đang đi, thấy một cái cô gái rất là đẹp đi xe máy, đi xe đạp đi qua. Thế đang đội cái nón. Thế là thấy đi từ xa xa rồi. Mấy anh bộ đội đang đi với nhau thì anh này nói là trêu này gì: mày có muốn cái cô gái này đi theo bọn mình về doanh trại không? Thế mấy đứa là bảo: tao thách mày làm được đấy, tao thách mày mời cô ấy về doanh trại đấy. Thế là cái cậu kia thì cái xe cô gái đạp xe qua đấy, đây là cầm lấy cái nón, sang trêu cầm cái nón, giật lấy cái nón của cô ấy. Thế cô ấy dừng xe là cô ấy chửi xong mấy anh cái trêu và nói cho anh xin cái nón làm kỷ niệm bộ đội mà, cái nghịch. Xong rồi đòi lại trả được, thế thôi cô ấy đạp xe cô ấy đi. Đạp xe cô ấy đi. Cô ấy tưởng đi được một đoạn rồi, bắt đầu cái anh đấy, anh dùng cái nón này. Anh lẩm nhẩm vài câu thần chú vào đó. Anh ấy quay cái nón xuống và nó đi. Đi người đi đến đâu thì cái nón nó đi theo đến đấy. Và cô ấy thì cô ấy quay xe đạp lại theo, cứ dắt xe lăng đăng đến tận cửa doanh trại luôn. Xong rồi đến đó một cái thì mọi người mới biết là gì. Đấy cái nón mà chúng ta biết nó quay đi hàng gần một cây số như thế, nó cứ quay nó chạy theo. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở xã hội này cái gì không có, không thấy, không có nhé. Chính cái anh ở ngay bên cạnh nhà thầy đi bộ đội về ngày xưa mà anh ấy đích thân được dự cái việc đó, anh ấy nói lại, kể lại câu chuyện đó. Còn cái chuyện mà ma xó, ma chài thầy nghe nhiều rồi. Ở trên quê nội nhà thầy ngày xưa cũng có. Mà cái chuyện mà làng nào mà có ma xó, ma chài thì mệt lắm. Vì cứ bình thường thì cứ 7 ngày hoặc 9 ngày họ phải làm được cho một người thì gia đình họ mới yên. Họ không làm được thì trong nhà họ là không yên. Cho nên họ phải làm được. Hoặc là vì vậy mà nó cứ đi ra đường, nó bỏ đồng tiền ra ngã ba. Vì vậy mà chúng ta đi ra đường mà thấy cái đồng tiền nó gập lại ở ngoài ngã ba, đừng có bao giờ nhặt. Nhặt cái đồng tiền ở ngã ba đó mà cái làng nào có ma xó, nhặt cái đồng tiền đó là chúng ta ăn đòn ngay. Về ý rằng là ốm đau, sốt xình xịch lên ngay. Đau răng, đau bụng, đau đầu rồi đủ các thứ luôn. Thậm chí là gì đấy, những cái trường hợp Phật tử này nói ở bên làng, ở bên Mê Linh ấy. Cái trường hợp này hôm trước cũng gặp thầy rồi, thầy bảo về cố gắng trì chú đại bi, cả làng cả xóm cùng trì chú đại bi á. Thế Phật tử này nói về trì 21 ngày thì cũng đỡ chút xíu. Nhưng bây giờ thế này, lại có một cái mẹo này nữa. Bây giờ về cảnh cáo cho nó biết, bảo là chúng tôi đấy gì đã biết hết cái gì, cái cách gì hại dân của vị rồi. Nhưng cách này nó hơi tàn nhẫn. Nhưng mà cũng phải nói cho nó biết. Còn cái cách đầu tiên để cho yên gia đình nhà mình nhớ về thì treo ớt lên. Nha, tất cả các gia đình ở Mê Linh này mà đang bị cái trường hợp ma xó này nó ấy này, treo ớt lên. Cái ớt ấy, cái ớt quả ớt ớt chỉ thiên ấy, hoặc là cái ớt to to như ngón tay này này, ớt chín đỏ đấy,
chúng ta treo lên, dùng thằng túm treo lên trước cửa nhà hoặc là bốn góc nhà treo lên, hoặc giữa cửa ra vào bên ngoài treo lên, treo ớt đấy. Ma xó thì nó lại mình dùng cái ớt hoặc dùng bột ớt ấy, thì nó lại kỵ cái đó một phần. Khi nó thấy gia đình nhà mình treo ớt là nó biết là gì, là mình biết là nó có, nó vẫn sợ cái hẻm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà nó vẫn cứ cố tình nó làm, nó hại dân á, thì cái này có một cái này thì nó hơi ác. Nhưng mà mình không làm cái đấy, Phật tử thì mình không làm, mình nói cho họ biết. Mình biết cái cách hóa giải của nó, mình nói là nó sợ ngay. Đó là sao? Cái khi mà các cụ ngày xưa nói là hai con rắn á, hai con rắn ráo mà nó đang giao phối á, chặt lấy hai cái đầu đó và đem tán thành cái bột á, đem bỏ vào xuống giếng nhà nó chết cả nhà nó luôn. Gọi là lấy độc trị độc. Nhưng mình thì tôi nói là không được làm cái đấy nhá. Cái đấy rất là ác. Nhưng mà mình nói một cái là gì, nó biết là gì, mình biết cái gì, biết được cái hèo, cái cách trị của nó rồi á, thì nó sẽ không dám gì, không dám đi làm bậy nữa. Đấy, nhớ nhá, đừng có làm cái này nhá. Tôi khuyên các vị, tôi nói ra các vị đi làm là chết tôi đấy. Đấy là cái cách gì? Gọi là lấy độc trị độc. Nhưng tôi nói thật, cái này là ngày xưa người ta ở trong... Tôi đã nghe thêm một câu chuyện như thế này, có một cái gia đình cũng chuyên đi hại người như thế. Nó là gia đình thờ ma xó, nó chuyên đi hại người như vậy. Cả dân làng ai cũng ghét, không biết làm cách nào. Bây giờ có một cái ông thầy ở cái làng khác đến, ở cái khu vực khác đến. Ông ấy chỉ cho dân một cái cách đó. Bởi vì nói nó không nghe, mà nó coi dân chả ra cái gì cả. Nó cứ đi hại người, người già trẻ em nó hại hết. Cho nên các ông thầy nó chỉ cho dân người ta làm một cái cách đó. Thế là tìm thấy hai con rắn nó đang giao phối ấy, chặt lấy hai cái đầu của con rắn. Thế là lấy hai cái đầu con rắn đó mới bắt đầu về là phơi khô đi, tán nhuyễn ra. Xong rồi lén cho một chút vào giếng nhà đấy. Thế là nó uống xong nó chết cả nhà nó luôn. Không phải là nó độc mà là những cái người nó làm việc ác, nó gọi là cái hèm. Đây người ta gọi là cái hèm. Nhưng mà đây là ngày xưa tôi nghe người ta kể câu chuyện đó. Nhưng câu chuyện này là có thật đấy. Có thật đấy. Đây là cái hèm. Thế thôi, đây là mình nói ra để cho người ta biết rằng mình biết cách trị nó. Để cho nó gì? Nó phải biết sợ để nó dừng lại cái việc làm ác của nó. Nó phải dừng lại, không có đi hại người. Vì cứ một trong vòng 7 đến 9 ngày nó phải đi hại được một gia đình thì nó mới yên. Thì bây giờ mình phải nói cho nó để nó hiểu. Mình biết cách trị nó. Còn cái gia đình chúng ta cũng có thể thì ngoài cái việc tụng kinh trì chú, treo ớt lên. Cái ớt đỏ, cái ớt nó chín đỏ rồi nhá. Cái treo lên, đấy là một cách gì? Chữa họ. Hay là kể cả những chúng ta sau này ai mà có việc đi lên vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa mà sợ họ chài á, chúng ta cứ mang theo ớt. Chúng ta khi lấy ra ăn cơm mà chúng ta cứ để cái gì, vốc cái vốc ớt chúng ta để ra mâm là họ biết là gì? Họ biết là chúng ta biết gì ạ? Chúng ta biết cách trị rồi, họ không dám làm gì chúng ta nữa. Bởi vì nếu mà họ mà chài chúng ta, họ chài chúng ta đeo, chúng ta ăn ớt, đeo ớt đặt lên mâm nhưng ăn lên một tí vào. Nếu mà họ chài chúng ta là họ biết là chúng ta sẽ chết tại nhà của họ. Nếu chúng ta ăn ớt vào mọi chài là cái người đó bị chài đó chết tại nhà. Mà cái đó là gì? Không bao giờ nó dám làm. Nó bị lộ ngay, không bao giờ nó dám làm. Công an sẽ điều tra tại sao mà người này bị chết tại nhà họ, cho nên nó không bao giờ dám làm. Nó làm sao nó dám giết người hiên ngang như thế? Đó, đây cũng là một cái cách mà chỉ cho chúng ta sau này có bất cứ cái gì đó phải đi lên gì miền ngược, đi lên miền thượng ấy, mà sợ họ chài. Đấy cũng là một cách. Có bổ ích không? Thông tin giá trị đấy nhá. Đừng có hỏi là cái gì sao thầy cũng biết. Thế thì mới là thầy các vị, chứ không có thì làm sao làm thầy các vị được. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.